Xin chào các học sinh. Hôm nay thầy và các em sẽ cùng nhau đi vào chuyên đề bất đẳng thức qua các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên toán năm vừa rồi 2018-2019. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào phần lời giải chi tiết của một số bài toán được trích trong cái đề thi của một số tỉnh thành phố. Sau đó chúng ta có những cái phân tích và bình luận. Thì sau đây là một số bài toán về bất đẳng thức mà hôm nay chúng ta sẽ cùng đi chi tiết. Thì các em có thể tạm dừng video lại để mà có thể theo dõi kịp thời, cũng như là tập làm thử ra nháp trước khi là đưa ra lời giải, trước khi xem lại lời giải mà thầy chia sẻ với các em nhé. Bài toán đầu tiên thầy muốn gửi đến các em đó là bài toán bất đẳng thức của đề tuyển sinh vào lớp 10 chuyên toán của tỉnh Hà Tĩnh năm vừa rồi. Bài toán thứ hai đó là bài toán bất đẳng thức về của trường của Sở Giáo dục Đào tạo ở thành phố Hà Nội năm vừa rồi, cũng là đề chuyên luôn ha. Bài toán thứ ba đó là bài bất đẳng thức của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm nay, bài toán về giá trị lớn nhất, nhỏ nhất cũng như là cực trị đó. Bài toán số 4, bài toán tiếp theo đó là bài toán bất đẳng thức với hệ số nguyên. Bài toán này cũng khá là mới lạ và lạ mắt ha. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên toán trường Phổ Thông Năng Khiếu Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh năm học vừa rồi. Và bài toán cuối cùng thầy muốn gửi đến với các em đó là bài toán chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội năm học 2018-2019. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào lời giải chi tiết của những cái bài toán vừa rồi thầy vừa mới nêu lên, và chúng ta có những cái phân tích, bình luận cũng như là kỹ năng làm bài. Và chúng ta vào bài toán đầu tiên, bài toán của đề tuyển sinh vào lớp 10 chuyên toán tỉnh Hà Tĩnh. Cho ba số dương x, y, z thỏa mãn tổng ba số dương đó là bằng 1, x cộng y cộng z bằng 1. Chứng minh rằng căn bậc 2 của xy chia cho xy cộng z cộng cho căn bậc 2 của yz chia cho yz cộng x cộng cho căn bậc 2 của zx chia cho zx cộng y thì bé bằng 3/2. Thì mấu chốt để làm bài toán này đó là gì? Đó là các em hãy thử đoán cái điểm rơi. Đó là cái điểm rơi mà chúng ta đoán được trong cái bài toán này. Vậy thì với x cộng y cộng z bằng 1 kết hợp với x y z dương thì thầy đoán cái điểm rơi của nó là x bằng y bằng z bằng 1/3. Chúng ta thế thử vào đây nghe. Chúng ta có x bằng y thì x y tích là bằng bao nhiêu? Là bằng 1/9 ha. 1/9 chia cho ở dưới này chúng ta có 1/9 cộng cho 1/3, đúng không ạ? Thì kết quả của chúng ta bằng gì? 1/9 cộng với 1/3 là thành 3/9 cộng này là 4/9, đúng chưa? 4/9 chúng ta có 1/9 chia cho 4/9 tức là nhân với 9/4. Kết quả của chúng ta sẽ bằng bao nhiêu đây? Sẽ bằng là 1/2, 1/4. Lấy căn ra là bằng 1/2. 1/2 nhân với 3 là bằng 3/2. Rất là đúng với cái điểm rơi. Và cái điểm rơi của chúng ta đã được xác định. Đó là x bằng y bằng z và bằng 1/3. Tiếp theo đó là một cái dạng rất là quen thuộc khi mà chúng ta nhìn thấy cái điều gì? Chúng ta nhìn thấy đó là x cộng y cộng z bằng 1 và chúng ta có gì đây? Ta có. Đó là xy cộng cho z. Thực chất z chính là gì? Là x cộng y cộng z. Một cái dạng toán của nó là rất là quen thuộc đối với các bạn nếu mà có phân tích các bài toán về biến đổi đại số, đúng chứ? Và chúng ta có thể phân tích ra thôi. Bằng cái gì đây? Bằng xy cộng cho xz cộng cho zy cộng cho z bình phương. Và đến đây ta có thể phân tích thành nhân tử được không? Thì chỗ này chúng ta có x chung này. Chúng ta còn y cộng z. Và cái chỗ này chúng ta có z chung này. Y cộng z. Và kết quả của chúng ta sẽ được gì? X cộng z. Y cộng z. Một cái hằng thức, một cái phân tích thành nhân tử ta đã phân tích rất là quen thuộc. Vậy thì đến đây ta sẽ viết được cái gì? Ta sẽ viết lại là gì? Vậy. Đó là gì? Xy chia cho xy cộng z. Căn bậc 2 ha. Thì nó bằng cái gì? Nó bằng xy chia cho x cộng z y cộng z. Thì các bạn chú ý cho thầy một cái điều này. Đó là gì? Đó là chúng ta đã phân tích được thành gì? Cái chỗ ở dưới chúng ta được là x cộng z, có nghĩa là gì? Giá trị ở trên cộng với số thứ ba, giá trị thứ hai cộng với số thứ ba. Đến đây ta có thể biến đổi đối xứng được, đúng không? Và đến đây thì chúng ta sẽ kết hợp với một cái sự đó là gì? Hai cái giá trị này nhân với nhau, ta có thể tách nó ra, ta tách rời nó ra. Thì bằng cái gì đây? Bằng căn bậc 2 của có phải là x chia cho x cộng z nhân với y chia cho y cộng z, đúng không? Có nghĩa là cái dấu căn này các bạn nhốt ra ngoài, nhốt vào trong cũng được, tùy. Bởi vì là chúng ta đề đã cho đó là gì? Đó là các số thực dương rồi, cho nên ta không có phải hạn chế về vấn đề đưa ra ngoài hoặc là đưa vào trong căn mà không mà gặp trở ngại. Chúng ta không có gặp hạn chế về vấn đề đó. Và đến đây chúng ta sẽ làm cái gì? Chúng ta dự đoán được đó là x bằng y bằng z bằng 1/3. Vậy thì hiển nhiên giá trị này bằng giá trị này theo đúng cái phán đoán điểm rơi của chúng ta, thì chúng ta có tích hai số thì bé hơn hoặc bằng 1/2 tổng hai số bình phương. Tức là đây thầy sẽ đã mượn được cái phân tích Cauchy biến đổi như sau: AB bé hơn bằng 1/2 của A bình cộng B bình. Đúng chưa? Vứt con 2 lên trên này hoàn toàn chính xác, đúng chưa? Vậy thì chỗ này thầy sẽ bỏ cái dấu căn đi, đó là x chia cho y cộng z cộng cho y chia cho đây chỗ này là x cộng z thôi, đây là y cộng z này. Chỗ này của chúng ta đó là x ha. Đúng chưa? Vì sao thầy làm được như vậy? Và khi mà thầy làm được như vậy thì chúng ta có được cái điều gì? Chúng ta có được một cái phần đối xứng, đó là cái phần đối xứng các giá trị với nhau, và chúng ta có cái mẫu chung. Cái quan trọng nhất là chúng ta có cái mẫu chung. Vậy thì đến đây tương tự chúng ta có gì? Tương tự. Chỗ này thầy xóa đi ha. Thầy chỉ nhắc lại một chút thôi. Thầy xóa đi ha. Vậy chúng ta sẽ chứng minh tương tự. Ta có là gì? Có phải là YZ không? YZ chia cho YZ cộng cho X căn bậc 2 sẽ bé hơn bằng cái gì? 1/2, đúng rồi. Tiếp theo đó là gì đây? Đây là x cộng y, thì chỗ này là y cộng z rồi. Và hai cái mẫu này là hai cái mẫu khác nhau. Y, chỗ này là y đúng không? Thì chúng ta ở dưới này chúng ta có cái gì? Hả? Thì chúng ta có đó là y cộng x đúng không? Và chỗ này của chúng ta có cái gì? Z cộng x. Đúng không? Hai cái giá trị này hoàn toàn tương xứng xuống đó. Và tương tự đó là gì? Chúng ta còn cái giá trị cuối cùng, đó là zx chia cho zx cộng cho y, tất cả trong căn sẽ bé bằng cái gì? 1/2 của cái chỗ này là z cộng cho x đúng không? Đó, hai cái mẫu khác nhau ha. Chỗ này của chúng ta đương nhiên rồi, đó là z cộng cho y, và chỗ này của chúng ta có là gì? X cộng cho y, đúng chưa? Và bây giờ khi mà chúng ta thực hiện phép cộng ba cái giá trị lại với nhau thì sao? Thầy sẽ bôi lại ha. Giá trị thứ nhất, giá trị thứ hai, giá trị thứ ba. Đương nhiên có 1/3 là cái giá trị mà thầy đã vứt ra ngoài rồi, đúng chưa? Vứt ra ngoài rồi. Và chúng ta có z chia cho z cộng x. Hãy tìm cho thầy z cộng x đâu. À đây là z cộng với y. Đây có z cộng y. Ở trên là z, ở trên là y, cộng lại bằng 1, đúng chưa? Hoàn toàn tương tự. Chỗ này là x cộng với z. Hãy tìm cho thầy x cộng z. Đây đúng chưa? Z cộng x, hai này cộng lại với nhau là hai cái tử và cái mẫu y chang nhau, tức lại còn 1 tiếp, và hai cái chỗ này đương nhiên rồi, cộng lại sẽ bằng 1. Vậy chúng ta cộng lại chúng ta có điều phải chứng minh, đúng chưa? Cộng theo vế ta có điều phải chứng minh. Ta có điều phải chứng minh. Vậy cho tôi hỏi một chút là dấu bằng xảy ra khi nào? Tất nhiên là dấu bằng xảy ra khi mà chúng ta đã dự đoán từ cái điểm rơi. Chúng ta xuất phát từ cái điểm rơi là đó là x bằng y bằng z và bằng 1/3, đúng chưa? Và chúng ta nãy giờ chúng ta đi theo cái giá trị phân tích này này, cũng toàn bộ là x bằng y bằng z thôi. Mà x bằng y bằng z là cái điều kiện là cái điểm rơi chúng ta đoán ra, còn bằng 3 là vì sao? Vì có một cái điều kiện lệ thuộc. Đúng chứ hề. Và thầy cũng vừa kết thúc xong bài toán đầu tiên. Thì thầy có một chút nhận xét, đó là một cái bài toán này thật rất là một bài toán quen thuộc. Đúng rồi, một bài toán rất là quen thuộc. Bài toán cho chúng ta một cái điều kiện ràng buộc, đó là x cộng y cộng z bằng 1. Sau đó chúng ta có được cái phân tích thành chân tử để chúng ta suy ra được lời giải. Chúng ta sẽ chuyển qua bài toán tiếp theo. Và bây giờ chúng ta vào bài toán số 2, bài toán của đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội năm vừa rồi. Với x, y, z là các số thực dương thay đổi thỏa mãn 1/x cộng 1/y cộng 1/z bằng 3. Hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức p bằng 1 chia cho căn bậc 2 của 2x bình cộng y bình cộng 3 và cộng vân vân, cộng đến một cái sự đối xứng, đúng chưa? Và với cái bài toán này thì thầy nói là thông thường thôi nghe. Thông thường là bài toán có cái điểm rơi cũng chính là x bằng y bằng z luôn, và theo cái điều kiện ràng buộc của bài toán đó là 1/x cộng 1/y cộng 1/z bằng 3 thì ta có thể dự đoán là x bằng y bằng z bằng 1. là cái việc chúng ta có cái điểm rơi ban đầu. Có nghĩa là sau khi chúng ta nhìn vào cái bài toán phản xạ bình thường á, chúng ta có x bằng y bằng z bằng 1 á, thì không biết đó là math hay là min thôi. Nhưng với bài toán này, giả sử mà đề yêu cầu tìm cái giá trị cho giá trị nó là min hoặc là max, với cái đề này là max, thì ta có thể dự đoán đó là bằng 1. Còn khi mà chúng ta thử một cái giá trị khác, có nghĩa là các bạn có thể thử cái giá trị là x là một số dương khác, y số dương khác, z là số dương khác, thỏa mãn được cái điều bài toán đó là bằng 3, tổng của nó vẫn bằng 3. Sau đó các bạn bấm máy tính thử p coi thì p nó có vượt quá cái giá trị bạn thử vào bằng 1 hay là không. Thì các bạn suy ra đúng là cái giá trị lớn nhất đó là khi biết x bằng y bằng z và bằng 1. Đó là cái điểm rơi chúng ta phán đoán ngay từ đầu. Tuy nhiên cái điểm rơi thật sự là chưa đủ đối với bài toán này. Thì xin khẳng định là như vậy, điểm rơi chưa hoàn toàn đủ. Bởi vì chúng ta không biết gọi là có thể khai triển cái căn bậc 2 với mẫu để làm cái gì, khai triển như thế nào để chúng ta ra các giá trị, các cái biến của nó là biến x nhóm với biến y, rồi y nhóm với z và z nhóm với x. Mà chúng ta có cái ba số này nó cũng không liên quan nữa. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ giải quyết nó như thế nào? Và thật sự là cái lời giải nó ở đâu? Thì bây giờ thầy sẽ đưa ra một cái lời đề xuất như sau. Đó là gì? Chúng ta đi từ ta có. Thì thầy luôn luôn thầy đi từ đó là một cái bất công thức Cauchy bình thường nhất, x trừ y tất cả bình lớn bằng 0 thôi. Và x trừ y tất cả bình lớn bằng 0 thì đồng nghĩa với thầy nhân 2 cái vé, thì cũng sẽ không làm ảnh hưởng của cái chiều của cái bất phương trình này. Đây là một cái bất đẳng thức ấy, nhưng mà cái dấu này là dấu bất phương trình, đúng chứ thầy? Và đến đây thầy có thể gọi là khai triển ra tương đương với gì đây? 2x bình trừ cho 4xy cộng cho 2y bình phương lớn bằng 0. Hay là thầy còn gọi một cái điều gì? Đó là chúng ta có x, y là các số dương, cho nên ở cái chỗ này thầy sẽ biến đổi làm sao? Biến dấu trừ này thành dấu cộng, Thì bây giờ thầy sẽ làm như thế nào? Thầy sẽ suy ra là gì? 2x bình cộng cho 4xy cộng cho 2y bình. Thì đương nhiên rồi, lớn bằng 8xy. Đúng chưa? Và khi mà thầy viết lại như vậy rồi thì thầy vẫn chưa nhận được một cái sự trôi chảy lắm. Bởi vì sao? Cái giá trị này đến đây thì thầy không biết thầy phân tích như thế nào nữa. Mà bây giờ nếu mà thầy cộng thêm một lần xy vào trong này nữa thì sao? Thì chỗ này thầy sẽ nhóm ra, nhóm 2x ra. Ở trong này còn là gì? X cộng cho 2y. Đúng chưa? Và chỗ này thầy nhóm cộng cho. Cái chỗ này của thầy là thầy nhóm cái gì đây? Nhóm y ra. Ở trong có phải là x cộng cho 2y không? Đúng chưa? Đó là cái mấu chốt mà thầy đã thêm bớt vào như vậy. Thêm bớt vào chúng ta sẽ có được một cái điều tương tự như bài đầu tiên. Đó là chúng ta đã phân tích thành nhân tử để chúng ta có thể xem xét tiếp xem như thế nào. Và đúng như cái dự đoán của thầy thì bây giờ thầy sẽ tiến hành làm như cái thầy vừa nói. Suy ra ha, 2x bình cộng 4xy cộng 2y bình cộng xy. Đương nhiên rồi, sẽ lớn bằng 9xy. Đúng chưa? Và đến đây thì như thầy nói, thầy đã nhóm được tương đương với gì đây? 2 x rút ra, ở trong còn x cộng cho 2y cộng cho y, rút ra ở trong vẫn là x cộng cho 2y, thì lớn hơn bằng 9xy. Tức là gì? Tức là 2x cộng y tất cả nhân với 2y cộng x sẽ lớn bằng 9 phần 9xy. Đúng chưa? Xy là các số dương theo đề của bài toán đã nói rất rõ ràng, đúng chưa? Vì vậy cho nên thầy sẽ lập một cái tỷ số và có một cái dấu thích hợp. Sau khi chúng ta lập xong chúng ta nhớ nhân vào xem có đúng hay không nghe. Thầy sẽ lập lại như thế này. 1 phần 2x cộng y sẽ bé hơn bằng 2y cộng x chia cho 9xy. Đến đây chúng ta thử lại nghe. Khi mà nhân một cái bất đẳng thức, chúng ta nhân dấu huyền trước. Dấu huyền đây trở thành x 9xy bé hoặc bằng 9xy bé bằng. Vậy là chúng ta đã đặt dấu rất là chính xác. Nhớ cẩn thận kẻo dấu bị sai nghe. Và đến đây thì như thế nào? Thì chắc chắn là thầy sẽ cắt cái này ra. Đúng chưa? Thầy cắt cái này ra. Đến đây thầy sẽ cắt cái này ra. Tương đương hoặc là suy ra. Suy ra chứ không được tương đương. Suy ra 1 phần 2x cộng y sẽ bé bằng gì đây? 2y chia cho 9xy. Chúng ta còn 2 phần 9x. Chỗ này dấu cộng giữ lại ha. Cộng cho 1 phần 9y. 9y. Thầy đặt cái này là sao ha? Rồi, thầy đã biến đổi được cái điều đó là 1 phần 2x cộng y thì bé bằng 2 phần 9x cộng cho 1 phần 9y. Và từ cái điều này thầy sẽ bắt đầu thầy đánh thẳng vào cái công thức này, đánh thẳng vào cái giá trị này thì ta được cái gì hả? từ cái điều này ta sẽ đánh thẳng vào cái biểu thức ta cần tính ha. Thì tất nhiên rồi, khi mà bài toán xác định là nó là đối xứng thì hiển nhiên thầy sẽ đánh vào một cái thôi. Vậy từ đó ta có là gì? 1 phần 2x bình cộng y bình cộng cho 3, căn bậc 2 ha. Bài toán yêu cầu lấy dấu gì? Dấu bé hoặc bằng, bởi vì sao? Max mà, thì max. Thì trước hết là thầy sẽ viết bằng cái gì đây? Thầy sẽ biến đổi này lại một chút xíu, 1 phần. Cái chỗ này chúng ta có thể biến đổi như thế nào? Đó là chúng ta sẽ lấy 2x bình cộng cho 2 cộng cho y bình cộng 1. Vì sao? Có con 2 đây khá là vô duyên thì tách nó ra thôi, đúng chưa? Và lấy căn đi ha. Và sẽ bằng như đây, 1 phần 2x bình cộng 1 cộng cho y bình cộng 1, căn bậc 2. Đây chúng ta có cái điều này, chúng ta có một sự tương đồng với đây là một con x lớn này và đây là một con y lớn này, được chưa? Được chưa? Tiếp theo đó là, tuy nhiên đây là một cái giá trị là tự do, đây là giá trị tự do thì ta mới suy ra được điều này, còn cái giá trị này là giá trị gì? Giá trị trong căn, cho nên đây trong căn này chúng ta lại không suy ra được điều này nữa, cho nên đến đây á, thì hãy áp dụng cái lúc nãy thầy nói, đó là điểm rơi. Điểm rơi cụ thể nó là gì? Đó là f buộc x bằng 1, y bằng 1 và z bằng 1 luôn. Nếu x bằng 1 thì hiển nhiên x bình cộng 1 sẽ lớn bằng 2, 2x, đúng chưa? Vậy 2 lần x bình cộng 1 sẽ lớn bằng 4x, đúng chưa? Đúng chưa? Mà tuy nhiên nằm ở dưới mẫu cho nên là dấu của chúng ta sẽ là dấu bé hơn bằng 1 phần. Cái chỗ này của chúng ta đó là căn bậc 2 của cái chỗ này là x bình cộng 1 lớn bằng 2x thì nhân 2 đây là 4x. Nó nằm ở dưới mẫu cho nên chỗ này là 4x, đúng chưa? Và hoàn toàn tương tự cái chỗ này của chúng ta cũng vậy. Chúng ta hãy bám vào điểm rơi để chúng ta chốt cái dấu lớn hơn hoặc là bé hoặc bằng cho nó chuẩn ha, cộng cho 2y. Đúng chưa? Và đến đây chúng ta sẽ làm như thế nào? Và đến đây thì chúng ta sẽ biến đổi cái này lại một lần chút xíu nữa ha. Chỗ này thì viết bằng ha. 1 phần căn bậc 2 của 2 lần 2x cộng cho y. Đúng chưa? Cái giá trị này là bằng ha, bằng. Và đến đây thì chúng ta sử dụng như thế nào nữa? Như ở trên chúng ta đã mượn cái giá trị từ điểm rơi, đó là gì? Đó là x bằng y bằng 1, x bằng y bằng z bằng 1 luôn, cho nên ta có được cái dấu bé bằng này. Vậy thì đến đây chúng ta sẽ sử dụng thêm một cái lần nữa để ta thêm bớt, tất nhiên là có bằng này. Và cái chỗ này của thầy sẽ là gì? Đó là căn bậc 2 của 2x cộng y, 2x cộng y và con số 3. Vì sao là con số 3 à? Bởi vì là x bằng y bằng z bằng 1 cho thầy một cái điểm rơi là 2x bằng 2, y bằng 1, cho nên là cái giá trị này sẽ bằng 3. Đó là theo cái điểm rơi, và có cái điểm rơi này rồi ta sẽ bắt đầu ta thêm bớt. Ta thêm bớt như thế nào? Thì bây giờ con căn 3 và con căn 2 này nó mất tiêu rồi. Con căn 2 này là cái con ở bên ngoài. Đúng chưa? Chúng ta sẽ thêm bớt như thế nào ạ? Đây là con căn 3 này, hiển nhiên con căn 3 chia với mẫu chúng ta phải căn 3 ở trên. Đúng chưa? Căn 3 trên tử. Đúng chưa? Tiếp theo, đó là cái giá trị này thầy cần lấy ra. Đó là con 2 lần ở trên này. Thì thầy buộc phải chia xuống dưới là 2. Đúng chưa? Đúng chưa? Thầy buộc phải chia xuống dưới là 2. Thầy lấy con 2 qua bên này để mà 2 phần của cái giá trị này chia giá trị này. Tiếp theo là con căn 2 đâu rồi? Con căn 2 vẫn nằm ở dưới mẫu. Nó nằm dưới mẫu. Và đến đây thì thầy đã biết được cái chỗ này chính xác, nếu mà thầy trục căn là căn 6 phần 4. Đúng chưa? Và đến đây thầy sẽ viết được đó là gì? Căn 6 phần 4 nhân cho cái điều này. Thì bây giờ ta có thể kiểm tra lại một chút xíu. Ta kiểm tra lại một chút xíu ha. 24 triệt tiêu con 2 đây. Còn căn 6 với căn 2 bị rút là chúng ta còn con căn 3. Căn 3 đây triệt tiêu. Chúng ta đã rút ổn. Và đến đây thì sao ạ? Thì đến đây thì chúng ta đã có cái chỗ này của chúng ta này. Cái chỗ này chỗ quan trọng nhất này, để chúng ta có thể gọi là tách hai cái giá trị này ra. Đến đây chúng ta sẽ sử dụng tiếp tục bé hơn bằng căn 6 phần 4 ha. Tất cả nhân với chỗ này là gì? Đó là 1 phần 2x cộng y và cộng cho 1 phần 3. Đúng chứ hề? Đúng không? Cái chỗ này của chúng ta tách thành cái này. Đúng chứ? Và từ cái chỗ này ta mới sử dụng được cái này. Cái này là cái quan trọng nhất này. Cái mà lúc nãy giờ thầy ngồi thầy nói cái ý tưởng của bài toán là như vậy. Đúng chưa? Còn cái căn 6 chia cho 4 nhân với 1 phần 3 là hằng số rồi. Thầy không xét. Thầy không xét. Đúng chưa? Đúng chưa? Và đến đây chúng ta sẽ biến đổi lại. Bén bằng ha. Căn 6 chia 4. Tất cả nhân với cái chỗ này. Đây, cái chỗ này của chúng ta sẽ được thế vào. Là gì? 2 chia cho 9x cộng cho 1 chia cho 9y và cộng cho 1 phần 3. 1 phần 3 tí thì nhân vào nó ra bao nhiêu thì nó ra. Được chưa? Và đến đây, đây là cái phần quan trọng nhất. Vì sao? Vì y chang cái ý tưởng ngoài lúc nãy là ta đã có một cái cơ sở mẫu để ta cộng lại rồi. Vậy thì đến đây chúng ta sẽ dùng một cái từ là chứng minh tương tự. Ta có cái gì đây? Ta có là 1 phần 2y bình. 2y bình cộng cho z. Z bình cộng cho z bình cộng cho 3. Căn bậc 2. Sẽ bén bằng cái gì đây? Căn 6 chia 4 nhân với chỗ này là gì? 2 phần 9y cộng 1 phần 9z cộng cho 1 phần 3. Đúng chưa? Tiếp theo đó là gì? 1 phần 2z bình cộng cho x bình phương cộng cho 3 sẽ bén bằng căn 6 chia 4. Của cái chỗ này là gì? 2 phần 9x cộng cho 1 phần 9y phải không ha? 9y. À cái chỗ này thầy bị nhầm ha. Cái chỗ này đây. 2 phần 9 gì? 2 phần 9, 9z đúng không? Cộng với 1 phần 9x cộng cho 1 phần 3. Và đến đây ta cộng theo vế thì sao? Ta cộng theo vế thì chúng ta có đây, ba cái giá trị của chúng ta đây đã biến đổi. Cộng theo vế chúng ta có điều gì? Chúng ta có p bé một bằng đúng không? Căn 6 phần 4 chắc chắn là vứt ra ngoài rồi. 1 phần 3, 1 phần 3, 1 phần 3 là bằng bằng 1 đúng chưa? Chúng ta để đó đi. Rồi và cái chỗ này của chúng ta là gì? 2 phần 9x cộng cho 1 phần 9x là bằng 3 phần 9x tức là 1 phần 3x và hoàn toàn tương tự. Và cộng cho 1. Và rõ ràng rồi, còn 1 phần 3 này rút ra ngoài thì chúng ta có các giá trị 1 phần x cộng 1 phần y cộng 1 phần z là bằng 1. Là bằng 3 đúng không? Là theo giả thiết của bài toán. Vậy thì toàn bộ giá trị này của chúng ta bằng 1. 1 phần 3 nhân 3 là bằng 1. 1 cộng 1 là 2. 2 triệt tiêu chỗ này thì chỗ này chúng ta bằng căn 6 phần 2. Đây chính là giá trị lớn nhất của biểu thức P. Đó thì thầy cũng vừa đi xong bài toán của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội. Thì thầy cũng công nhận đây là một bài toán rất là hay và khó. Từ cái việc là chúng ta xác định được cái điểm rơi, đó là x bằng y, bằng z và bằng 1, kết hợp với những cái điều kiện cho trước. Điều kiện này cuối cùng chúng ta mới dùng, chứ chúng ta không dùng liền. Mà chúng ta khai thác từ cái giá trị chúng ta phân tích ra thì chúng ta mới thấy được. Đó là tìm được lời giải của bài toán này thật sự là không dễ dàng một chút nào. Chúng ta sẽ chuyển qua bài toán tiếp theo. Chúng ta vào bài toán số 3, chứng minh rằng với mọi x, y là các số thực dương lớn hơn 2 thì x bình chia cho y trừ 2 cộng cho y bình chia cho x trừ 2 lớn bằng 16. Thì với bài toán này thì thầy nghĩ là không cần phải đoán điểm rơi đâu. Tại vì nếu mà đoán điểm rơi vào thì chúng ta có gì? Thầy thử với giá trị là số nguyên đi. Chúng ta có là giả sử x bằng 3. Đúng chưa? X bằng y bằng 3 luôn. Thì chúng ta có là gì? X bình phương bằng 9. 9 chia cho 1 là 9. 9 cộng với 9 là 18. Đương nhiên lớn hơn hẳn 6 rồi. Lớn hẳn 16 rồi. Đúng chưa? Vậy bây giờ chúng ta đoán được cái điểm rơi khác đó là x bằng y bằng 4. Thì đúng là như vậy. X bằng y bằng 4. Chúng ta có là 4 bình phương là 16. 16 chia cho 2 bằng 8. Nhân đôi lại là bằng 16. Còn nếu mà giả sử mà bằng 5 thì sao? 5 bình phương là 25. 25 chia cho 3 là lớn hơn 8. Đúng chưa? 8,3333 đó. Đúng chưa? Và nhân đôi lên là chúng ta được 16,666 sẽ lớn hơn 6, lớn hơn 16 đúng chưa? Vậy với cái bài toán này thì thầy nghĩ là không cần phải sử dụng cái điểm rơi để chúng ta ra được bài toán này. Mà chúng ta làm sao để chúng ta có thể triệt tiêu được cái giá trị mẫu này là chúng ta xong bài toán thôi. Làm sao chúng ta triệt tiêu cái giá trị mẫu thôi. Vậy thì bây giờ với các số này là các số dương hết rồi thì hiển nhiên chúng ta có thể sử dụng với công thức Cauchy thoải mái nếu thuận tiện thôi ha. Và bây giờ thầy sẽ tiến hành đi lời giải xem sao ha. Ta có thì đây, ta có cái gì đây? X bình chia cho y trừ 2 cộng cho y bình chia cho x trừ 2 thì bằng cái đây. Thầy muốn triệt tiêu cái mẫu đi. Chúng ta có x bình phương chia cho y trừ 2 cộng cho triệt tiêu hai cái mẫu để thầy sử dụng Cauchy thì chỗ này là y trừ 2, đúng chưa? Y trừ 2 là triệt tiêu cộng cho y bình chia cho x trừ 2 cộng cho x trừ 2, đúng chưa? Tuy nhiên thì bây giờ nghe, sau khi chúng ta triệt tiêu xong, là cái giá trị này chúng ta còn căn bậc 2 của 2x, đúng không? 2x mà chúng ta lại đoán được cái x bằng y bằng 4, cho nên ở cái chỗ này chúng ta khéo léo, chúng ta nghĩ ra thêm một cái số nữa để chúng ta có thể giải quyết bài toán này, đó là con số 4. Con số 4. Để khi mà chúng ta triệt tiêu cái giá trị này, chúng ta còn 2 lần căn bậc 2 của 4x bình phương, tức là còn 2x đúng không? 2x rồi nhân với con 2 đằng trước là 4. Và đến đây chúng ta sẽ trừ cho 4 lần x cộng y và chúng ta sẽ cộng cho 16 ha. Tại vì chỗ này là trừ 8 này, phải cộng cho 16 ha. Và đến đây chúng ta sẽ, như thầy đã nói, chúng ta sẽ Cauchy cái chỗ này, và cái chỗ này giữ nguyên đi. Đúng chưa? Chúng ta sẽ dùng Cauchy và rõ ràng dấu lớn bằng đây, lớn bằng. Cái chỗ này chúng ta Cauchy được cái gì? Chỗ này chứ, đúng không? Cauchy được cái gì? Lớn bằng 2 lần căn bậc 2 của x bình chia cho y trừ 2 nhân với 4 y trừ 2 đó, cộng cho 2 lần căn bậc 2 của y bình x trừ 2 nhân với 4 lần x trừ 2 và chỗ này của chúng ta giữ nguyên lại ha, trừ cho 4 lần x cộng y cộng 16 và đến đây thì chúng ta viết lại bằng cái gì đây? Bằng cái giá trị này của chúng ta, như thầy đã nói rồi, chúng ta triệt tiêu hai giá trị này đi, còn 4x bình phương đưa ra ngoài nè, số thực dương mà, lớn 2 mà, thì chúng ta thoải mái đi ha. Thì chúng ta được là 2x nhân với 2 là 4x. 4x cộng cho chỗ này là 4y chưa? Trừ cho 4 lần x cộng y cộng cho 16 và bằng 16. Nên ta có điều phải chứng minh. Đúng chưa? Và khi các bạn giải cái Cauchy ra, hai cái này bằng nhau thì các bạn cũng suy ra được đó là x bằng y và bằng 4. Thì với bài toán này thầy nghĩ là thầy chỉ sử dụng một dòng thôi, đúng chưa? Và thầy cũng có một chút nhận xét bình luận như sau, đó là bài toán này nó cũng dễ, nó cũng quen thuộc đối với một số bạn hay tìm tòi những cái bài toán về bất đẳng thức. Chúng ta sẽ chuyển qua bài toán tiếp theo. Chúng ta vào bài toán tiếp theo cho hai số AB là hai số nguyên ha, thuộc Z ha, thỏa mãn A lập phương cộng B lập phương dương. Câu thứ nhất, chứng minh rằng A lập cộng B lập lớn hơn hoặc bằng A cộng B và dương. Câu thứ hai, chứng minh rằng A lập cộng B lập lớn hơn hoặc bằng A bình cộng B bình. Đây là một bài toán được trích trong đề thi vào lớp 10 chuyên toán trường Phổ thông Năng Khiếu, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh năm vừa rồi. Thì bây giờ bài toán này gồm có hai ý. Thì bây giờ thầy sẽ tiến hành ý thứ nhất ha. Ý đầu tiên thì đương nhiên rồi, chúng ta sẽ xoáy ngay vào cái giả thiết của bài toán, giả thiết rất là mạnh, đó là gì? A bình cộng A lập cộng B lập dương. Thì từ A lập cộng B lập dương thì chỗ này thầy hoàn toàn có thể suy ra được gì? Suy ra được đó là A lập lớn hơn trừ B lập. Và chúng ta có một cái điều rất là thú vị là gì? Đó là bậc lẻ thì chúng ta cứ cho nó thoải mái mà chúng ta bỏ bậc đi, không có một sự ràng buộc nào cả, đúng chưa? Vậy đến đây thì chúng ta sẽ biết được là gì? Suy ra đó là A lớn hơn trừ B. A lớn trừ B thì hiển nhiên A cộng B lớn hơn không. Chúng ta xong với vế thứ nhất rồi, đúng chưa? Rất là đơn giản, đúng chưa? Đến đây chúng ta suy ra là gì? A trừ B dương. Được chưa? Tiếp theo là ta sẽ làm cái dấu này, cái dấu bên này. A lập cộng B lập lớn bằng A cộng B. Thì bây giờ chúng ta sẽ kết hợp một tí. Đó là gì? Đó là ta có A lập cộng B lập thì bằng gì? A cộng B, tất cả nhân với một cái bình phương thiếu, đó là A bình trừ AB cộng B bình, đúng chưa? Và chúng ta sẽ xét cái gì? Xét cái bình phương thiếu này, xét A bình trừ AB cộng B bình. Đây là một cái bình phương thiếu thì thầy khẳng định luôn, bình phương thiếu thì không âm, bình phương thiếu thì không âm, đúng chưa? Ví dụ như là chúng ta có thể nghĩ đến ngay đến một cái bình phương thiếu như là x bình cộng x cộng cho 1 thì chắc chắn dương, đúng chưa? Và cái giá trị này của chúng ta bình phương thiếu thì không âm, bởi vì các bạn có thể phân tích ra là gì? A bình phương trừ cho 1/2 nhân với A bình chia nhân với AB chia đôi, đúng chưa? Rồi cộng cho B bình chia 4, rồi trừ cho B bình chia 4, rồi lại cộng cho B bình, tức là cộng cho 3 B bình chia 4 đó. Thì cái điều này nó chỉ bằng không khi nào? Nó chỉ bằng không khi và chỉ khi A bằng B bằng 0, đúng chưa? Dấu bằng xảy ra, đầu tiên thầy sẽ viết là lớn bằng 0 thôi. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi A bằng B bằng 0, và A bằng B bằng 0 chúng ta nhìn ngay lên trên cái giả thiết của bài toán là lúc đó A lập cộng B lập bằng 0 ngay lập tức. Là chúng ta có một điều vô lý. Vô lý. Đúng chưa? Chúng ta kết hợp với đó là A, B là các số nguyên. Chúng ta sẽ suy ra được là gì? A bình trừ cho AB cộng B bình sẽ lớn bằng 1, đúng chưa? Đúng chưa? Con nguyên nhỏ nhất, nguyên dương nhỏ nhất là con số 1. Đúng chứ? Chúng ta sẽ kết hợp được đó là lớn bằng 1. Vì vậy, cho nên chúng ta sẽ suy ra là gì? Suy ra là cái điều này là đúng luôn này. A lập cộng B lập lớn hơn hoặc bằng. Đó là AB luôn. A cộng B luôn. Và từ đó thì ta sẽ có luôn cái điều phải chứng minh, đó là chỗ này là A cộng B ha. Chỗ này thì viết nhầm này. Đó cộng ha. Đó là lớn hơn 0. Ta đã xong ý đầu tiên của bài toán ý A. Đúng chưa? Rất là dễ thôi, đúng rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua câu B. Đó là chúng ta chứng minh A lập cộng B lập lớn hơn bằng A bình cộng B bình. Câu B thì rõ ràng là theo cái câu A ta có là A cộng B dương. Và từ cái điều này thầy sẽ suy ra được cái gì? Suy ra là có hai trường hợp xảy ra, đúng chưa? Có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp đầu tiên là gì? Đó là AB là một con số bé bằng 0. Vì sao thầy lại suy ra được cái điều này? Có nghĩa là thầy có là A với B không đồng thời âm được. Nếu mà cả A và B không mà đều âm, đồng nghĩa với dẫn đến một cái kết quả là A cộng B âm ngay. Cho nên là đến đây thầy sẽ suy ra được điều gì? Đó là A B không đồng thời âm. Chúng ta sẽ suy ra là đó là gì? Đó là có thể có một cái trường hợp như sau. Trường hợp đầu tiên đó là A tích AB bé bằng 0, đúng chưa? Có nghĩa là có một con âm. Và điều thứ hai thầy muốn suy ra đó là gì? Đó là cả hai con đều dương. Đó là A lớn 0, B lớn 0. Mà lớn 0 thì hiển nhiên chúng ta sẽ được quyền ăn gian chút xíu, đó là gì? Lớn bằng 1, B lớn bằng 1 luôn. Các bạn viết kiểu nào cũng được, bởi vì là chúng ta xét trên tập số nguyên mà. Đúng chưa? Đầu tiên thầy sẽ xét gì? Thầy xét tích AB âm, xét tích AB âm bé bằng 0 chứ không phải là âm nha. Tích AB bé bằng 0 thì lúc đó ta sẽ suy ra được điều gì? Suy ra đó là A bình trừ cho AB cộng B bình sẽ lớn hơn hoặc bằng A bình cộng B bình. Ô, chúng ta xong được phải chứng minh luôn, đúng chưa? AB mà âm thì kéo theo là dấu trừ trước này, dấu trừ thì rất là hay, lập tức là trở thành dấu lớn bằng 0 ngay, cộng thêm là sẽ lớn bằng 0, đúng chưa? Mà chúng ta lại kết hợp thêm một cái điều nữa là A cộng B dương, có nghĩa là A cộng B lớn bằng 1, đúng chưa? Đúng chưa? Mà A cộng B lớn bằng 1. Vì vậy cho nên đến đây ta có điều phải chứng minh luôn, đúng chưa? Suy ra A mũ 3 cộng B mũ 3 bằng A cộng B tất cả nhân với A bình trừ AB cộng B bình sẽ lớn hơn bằng cái gì đây? Lớn bằng đó là A bình trừ AB cộng B bình. Đây, con 1 đây được thay vào con này. Và cái con này lại thay bằng con này. Lớn bằng A bình cộng B bình. Đúng chưa? Trường hợp đầu tiên là có nhiều nhất một con số âm trong con A và con B, ta có điều phải chứng minh. Vậy trường hợp hai cả hai con đều dương thì sao? Đúng chưa? Xét A dương, B dương. Tức là gì? Tức là A lớn bằng 1, B lớn bằng 1. Đúng chưa? Như lúc nãy thầy đã nói là chúng ta kết hợp với cái điều đó là số nguyên. Đúng chưa? Khi đó thì ta có gì? Khi đó ta có là A lập lớn bằng A bình. Đúng chưa? Đương nhiên rồi. Nếu mà dấu bằng xảy ra khi A bằng B, khi thầy nói nhầm, khi A bằng 1. Đúng chưa? Hả? Dấu bằng xảy ra khi A bằng 1, còn khi mà nó nhích lên còn 1 thêm xí nữa thôi. Thầy nói một xí thôi chứ có nghĩa là đối với tập số thực. Còn bây giờ đối với tập số nguyên thì nhích thêm phải tích nhích thêm tròn số lên 2 là lập tức nó khác liền. A lập là 8 và cái chỗ này là bằng 4, và càng lên nữa thì lại càng bỏ xa. Lập phương và bình phương bỏ nhau rất là xa sau mỗi đợt mà chúng ta lên một đơn vị. Đúng chưa? Và chỗ này chúng ta có gì? B lập lớn bằng B bình, và cộng theo vế thì ta có điều phải chứng minh. Suy ra là A lập cộng B lập lớn bằng A bình cộng B bình. Cho nên là ta có điều phải chứng minh của cả hai trường hợp. Đúng không? Đó, cả hai trường hợp. Thì thầy cũng vừa kết thúc xong bài toán của trường chuyên phổ thông năng khiếu năm học vừa rồi. Thì nhìn chung thì thầy thấy bài toán này thực chất là một bài toán không khó. Tuy nhiên về cái điều kiện của bài toán này là số nguyên sẽ làm khó một vài thí sinh dự thi, vì nó có một cái tính lạ mặt. Đúng chưa? Và chúng ta chuyển qua bài toán tiếp theo. Chúng ta vào bài toán tiếp theo, cũng là bài toán cuối cùng của đợt chuyên đề đợt này. Đó là bài toán về bất đẳng thức. Cho các số thực x, y, z không âm. Ở đây chúng ta rơi vào cái trường hợp không âm nghe, chứ không phải là dương như các bài trước. Thỏa mãn được đó là x bình cộng y bình cộng z bình cộng cho x bình y bình cộng cho y bình z bình cộng cho z bình x bình bằng 6. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hai ý của biểu thức q bằng tổng ba số x cộng y cộng z. Đây là đề thi vào lớp 10 chuyên toán Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2018-2019. Có cái chữ không âm này nó là ở một cái điều này, đó là cái sự dự đoán của chúng ta đó là x bằng y bằng z, nó chỉ rơi vào một là max, hai là min. Đúng chưa? Và cái trường hợp còn lại nếu mà không âm thì đồng nghĩa với chúng ta lấy cái giá trị không. Đúng chưa? Chúng ta lấy cái giá trị không thì đồng nghĩa với việc đó là giả sử như là thầy lấy được cái giá trị đó là hai giá trị nó bằng không hết đi, thì giá trị còn lại sẽ bằng bao nhiêu? Thầy giả sử lấy xy bằng không hết thì có phải giá trị này bỏ hết luôn, bỏ có x có y bỏ hết, và bài toán còn lại duy nhất đó là z bình bằng 6. Vậy thì liệu cái điểm rơi của chúng ta phán đoán đó là gì? Là z bình bằng 6 thì z bằng căn 6, bởi vì không âm mà chúng ta không được nói là trừ căn 6 nghe. Đúng chưa? Vậy thì nó sẽ có một cái sự hoán vị ở đây. Còn một cái giá trị còn lại đó là x bằng y bằng z, và bằng bao nhiêu thì chúng ta có thể thử vào cái giá trị này. Chúng ta có 6 số hạng này, giả sử mỗi số bằng 1 thì xong luôn. Đúng chưa? Vậy thì có thể là giá trị lớn nhất hoặc là nhỏ nhất của nó bằng xảy ra khi x bằng y bằng z bằng 1, và giá trị nào đó, giá trị còn lại thầy chưa nói lớn hay nhỏ nghe, thầy mới phán đoán thôi, đó là 0,0 và căn 6, các hoán vị của nó. Đúng chưa? Và từ cái điều này thì dẫn đến là thầy sẽ quyết định thầy đi vào bài toán. Và các bạn có một cái lưu ý như thế này, đó là giá trị q này, giá trị q này max thì đồng nghĩa với q bình cũng max, giá trị q này min thì q bình cũng min. Cho nên là cái phương án chúng ta bình phương lên là một phương án rất hữu hiệu trong một số tình huống mà cũng như là một số bài toán. Thì ngay lập tức thầy thấy cái giá trị này bình phương thì thầy không có cách gọi là không có một cái lý do gì thì không bình phương q. Đúng chưa? Ta có q bình phương bằng gì? X cộng y cộng z, tất cả bình phương sẽ bằng cái gì đây? Sẽ bằng x bình cộng y bình cộng z bình cộng cho 2xy cộng 2yz cộng cho 2xz. Và đến đây chúng ta sẽ xử lý cái điều gì? Chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Đó là chúng ta nhìn vào cái chỗ này, chúng ta có thể xử lý ngay được một nửa của bài toán. Một nửa của bài toán đó là gì? Đó là 2xy dấu bằng xảy ra khi x bằng y bằng 1, cho thầy một cái phương án đó là bình bé hơn bằng. Đó là gì? X bình y bình cộng 1. Kiểm tra lại coi đúng không? Chính xác chứ đúng không? Đúng không? Kiểm tra lại rất là chính xác. Chuyển vế qua một hằng thức không âm. rất là chuẩn. Và giá trị cái điểm rơi của chúng ta là cái điểm rơi x bằng y bằng z bằng 1. Đúng chứ? X bằng y bằng z bằng 1. Và đến đây có cái dấu ben bằng, đồng nghĩa với chúng ta chốt được giá trị lớn nhất. Đúng chưa? Đúng chưa? Vậy thì chúng ta đã xong nửa bài toán rồi. Đúng không? Chúng ta đã xong nửa bài toán rồi. Chúng ta sẽ viết lại bé hơn hoặc bằng x bình cộng y bình cộng z bình thì giữ nguyên ha. 2xy thì sẽ viết lại là cộng cho gì? Cộng cho x bình y bình cộng 1, cộng cho y bình z bình cộng 1 đối với 2yz, và cộng cho z bình x bình cộng 1 đối với 2xz. Đúng chưa? Và chúng ta có cái này cộng với cái này cộng với cái này cộng với cái này bằng 6, cộng cho 3 là 9. À, đây là bằng luôn ha, không có bé nữa. Đúng chưa? Vậy đến đây ta sẽ suy ra là gì? Quy bé hoặc bằng căn bậc 2 của 9. Tuy nhiên là không được lấy con trừ 3. Vì sao? Chúng ta có x, y, z không âm rồi. Đúng chưa? Suy ra chúng ta tìm được giá trị lớn nhất là gì? Max Q bằng 3. Và dấu bằng xảy ra. Xảy ra khi và chỉ khi x bằng y, bằng z và bằng 1. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ khai triển phần còn lại, đó là giá trị nhỏ nhất. Nhỏ nhất thì theo chúng ta dự đoán, như lúc nãy chúng ta dự đoán là cái sự mập mờ của max hoặc min, bây giờ chúng ta đã có rồi. Lớn nhất là x bằng y bằng z bằng 1, còn nhỏ nhất thì thầy nghĩ sẽ không ngoài cái việc đó là gì? Đó là x bằng y và bằng 0, và giá trị z còn lại bằng căn 6 và các giá trị hoán vị. Thì lúc đó là q nó sẽ bằng căn bậc 2 của 6 là giá trị nhỏ nhất. Thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Thì đương nhiên rồi, khi mà dùng giá trị nhỏ nhất đồng nghĩa chúng ta phải có một cái dấu này. Đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta phân tích. Bây giờ chúng ta không phân tích từ cái vấn đề bình phương nữa. Bình phương nó lên thì nó khác nào nó lặp lại, cho nên ta sẽ không khai triển được từ cái đó, mà ta sẽ khai triển từ cái gì? Từ cái điều này. Đó là từ cái giả thiết 6 bằng x bình cộng y bình cộng z bình cộng x bình y bình cộng y bình z bình cộng z bình x bình thì nó sẽ như thế nào? Thì như lúc nãy thầy đã xác định được là gì? Là cái giá trị của nó là có thể bằng 0. Bằng 0 thì đồng nghĩa chúng ta sẽ cắt mất một vài giá trị mà chúng ta không cần phải hỏi một lý do nào cả. Thì đến đây thầy sẽ cắt bớt đi. Lớn bằng x bình cộng y bình cộng x bình y bình. Được không? Được không? Được chứ, đúng không? Cái giá trị rong riêu còn lại thầy không quan tâm lắm. Bởi vì sao? Thầy ép nó bằng 0 mà. Có nghĩa là thầy đã gái một cái giá trị nào đó nó bằng 0 mà. Cho nên thầy đưa nguyên dung dấu lớn bằng chứ. Và đến đây thì thầy sẽ cosi hai số này. Cosi hai số này đồng nghĩa với là gì? Đồng nghĩa với là lớn bằng gì? 2xy cộng cho x bình cộng cho y bình. Và đến đây thầy cũng lại rút bớt thêm một lần nữa, lại lớn bằng xy cộng x bình cộng y bình. Được chưa? Được chưa? Thầy sẽ dùng cái phương pháp gọi là cắt bớt. Đúng chưa? Vậy 6 sẽ lớn hơn bằng cái này. Vậy từ cái điều này ta sẽ suy ra được gì? Suy ra là x bình cộng y bình. Cộng cho y trừ cho 6 thì bé bằng 0. Đó là cái điều mà thầy muốn làm như vậy, để chúng ta có một cái sự gọi là kết hợp rất là hay như sau. Sau khi đến đây thì thầy sẽ bắt đầu thầy phân tích thành nhân tử. Thầy phân tích thành nhân tử thì thầy được cái gì? À, cái chỗ này thầy viết bị nhầm một xíu ha. Cái chỗ này. Chỗ này là chúng ta đó là cộng cho x bình y bình ha. Và cái chỗ này của chúng ta cũng như vậy luôn. Chỗ này của chúng ta cũng như vậy luôn. Ha. Sẽ lớn bằng xy cộng x bình y bình. Vậy đến đây thầy sẽ có một kết luận là gì? X bình y bình cộng cho xy trừ cho 6 bé bằng 0. Đó, thầy viết lại như vậy để thầy phân tích thành nhân tử thôi. Thầy coi cái giá trị xy là một con x lớn. Chúng ta có x bình cộng cho x trừ cho 6 thì bán bằng 0. Đến đây ta có thể phân tích thành nhân tử lại là gì? Tương đương với xy trừ cho 2 nhân với xy cộng cho 3 sẽ bán bằng 0. Và đương nhiên rồi, con xy này cộng cho 3 là con luôn dương. Vậy thì đồng để ta phải cắt cái giá trị đi luôn. Đúng chưa? Đến đây ta suy ra là gì? Xy bán bằng 2. Được chưa? Và đến đây ta sẽ suy ra được một điều gì nữa, đó là 2xy thầy nhân cả vé cho xy thôi. Đúng chưa? Sẽ lớn hơn bằng x bình y bình. Thầy nhân cả vé cho xy thôi, và cái bất cứ không đổi chiều thì chuyển cái dấu lớn hơn cho nó tiện thôi. Và đến đây ta sẽ tương tự ha, chứng minh tương tự. Ta có 2xy lớn bằng y bình z bình và 2yz, đúng không? À không, cái này là 2yz đúng chứ? Còn đây là 2xz lớn bằng x bình z bình. Cái chỗ này của chúng ta là 2. Chỗ này của chúng ta đó là 2 lần yz. Được chưa? Vì vậy cho nên đến đây thầy sẽ tiếp tục, thầy sử dụng một cái sự đó là bình phương. Thì vẫn sẽ sử dụng bình phương. Ha, quy bình phương bằng gì? Quy bình phương bằng x bình cộng y bình cộng z bình. Đúng không? Cộng cho 2xy cộng 2yz cộng 2xz sẽ lớn bằng, cái giá trị này thế lại toàn bộ thôi. Lớn bằng x bình cộng y bình cộng z bình cộng cho x bình y bình cộng y bình z bình cộng z bình x bình và bằng 6 thôi. Đúng chưa? Vậy thì đến đây thì thầy sẽ viết lại là gì? Suy ra là gì? Quy lớn bằng căn 6. Không thể nào quy bán bằng trừ căn 6 được. Bởi vì sao? Bởi vì quy là tổng của ba số không âm, thì chắc chắn là căn bậc 2 của nó sẽ là một số không âm rồi. Đúng chưa? Vậy thì dấu bằng xảy ra khi nào? Như thầy đã nói, dấu bằng xảy ra là gì? Dấu bằng xảy ra đồng nghĩa với là gì? X bằng căn 6, y bằng z bằng 0 và các hoán vị. Ta có thể đổi lại như nhau. Và thầy cũng vừa kết thúc xong bài toán số 5 này, bài toán của đề thi vào lớp 10 chuyên toán Đại học Sư phạm Hà Nội. Thì thầy cảm thấy là nhìn chung thì tìm giá trị lớn nhất của quy là bài toán quen thuộc, dễ nhận ra. Vì có cái điểm rơi đó là x bằng y bằng z bằng 1. Còn tìm giá trị nhỏ nhất thì đúng là một bài toán hay. Dự đoán của nó rơi vào cái điểm đó là quy bằng căn bậc 2 của 6 để chúng ta biến đổi cho một cái giá trị bằng 0, hai giá trị bằng 0 để chúng ta suy ra giá trị còn lại và chúng ta đi đến một cái kết luận. Các em thân mến, vừa rồi thì thầy cũng đã trình bày cho các em một số bài toán về bất đẳng thức qua các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên toán năm nay 2018-2019. Hy vọng rằng với những cái bài toán mà thầy đem đến như các em, tuy là không phải là đem đến tất cả, tuy nhiên cũng là một số bài toán đặc trưng để các em có thêm kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi, những kỳ thi sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các em đã xem video bài giảng của HOC247. Hy vọng rằng các em sẽ nắm vững những kiến thức bổ ích mà thầy cô đã truyền đạt và hãy chia sẻ cho bạn bè học cùng. Để theo dõi và xem thêm nhiều video bài giảng mới từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh HOC247 nhé.